Rồi, mình sẽ tiếp tục phần thứ 3. Tức là phần 2, phần 1, phần 2 là mình đã làm xong được cái menu nè. Xem được hàng nhập hàng xuất. Trong hàng nhập hàng xuất thì ở đây là các bạn lưu ý nhá, mình đã làm được cái class nhân viên nè. Class tiếp thị nè. Kế thừa class nhân viên nè. Trong class tiếp thị á, thì các bạn override cái get thu nhập nè. Đấy. Class trưởng phòng nè. Trưởng phòng nè. Thì các bạn cũng override được get thu nhập nè, đúng yêu cầu nhá, không sai một cái gì cả. Thì trong class nhân viên ấy là các bạn có cái hàm là get thu nhập của nhân viên nè, cái hàm thứ hai là get thuế thu nhập nè. Thì get thuế thu nhập nó tính dựa theo cái thu nhập, và cuối cùng là cái hàm xuất thông tin. Là cái hàm này là cô chỉ xuất một vài thông tin thôi, đó là mã, tên, thu nhập và thuế thu nhập và cuối cùng tổng thu nhập. Nghĩa là trong cái hàm này không có viết riêng cho một cái nhân viên nào cả, tức là không viết riêng của trách nhiệm của trưởng phòng, không thêm cái trường này vào, cũng không thêm hai cái trường doanh số này vào và huê hồng này vào. Đó, tức là mình sẽ thông tin chung thôi, hiểu không? Các bạn mà muốn mà in ra màn hình cả doanh số cả huê hồng thì các bạn phải override lại cái hàm này. Hàm xuất thông tin này bắt buộc phải override lại, hiểu không ạ? Nếu không thì các bạn không thể nào mà xuất ra hai cái thông tin còn lại được nhá. Rồi, thì cái đấy là nói sau đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp cái hàm tiếp theo. Đó là cô đầu tiên là cô phải biến đổi cái hàm nhập đã, các bạn nhìn nhá. Trong hàm nhập nè. Thì ở đây ta sẽ có nhập trưởng phòng nè, nhập tiếp thị nè và nhập nhân viên bình thường. Nếu các bạn mà chọn TP thì sẽ nhập trưởng phòng, nhập TT thì tiếp thị. Và ở đây các bạn thấy tất cả cái này đang để trong vòng lặp để cho nhập toàn bộ. Thì ở đây cô sẽ tách nó ra. Tách nó ra, cái nhập này tách ra một cái hàm riêng nhá, để cô tái sử dụng vào cái hàm sau. Vậy thì cô sẽ viết một cái hàm nhập nhân viên. Nhập nhân viên chung hả? Nhập nhân viên. Đó, nhập một nhân viên thôi. À, các bạn để là một nhân viên thôi, đúng không? Các bạn bê cái này qua cho cô nè, scanner nè. Rồi, các bạn cái string chức vụ nè, lấy qua nè. Rồi, các bạn xóa anh này đi, không cần thiết thì xóa anh này đi. Rồi, lấy luôn cái anh này xuống nè, nhập mã này xuống nè. Đây. Đó. Ok. Ở đây các bạn xóa hết đi. Ok. Được chưa? Đó, lấy hết cái anh này đưa vào format nó lại nè. Ok chưa? Đó. Và đây các bạn nè, các bạn return cái này, return một cái nhân viên. Và cái này sau đó thì các bạn nhập nhân viên, sau các bạn return này một nhân viên. Return. Đó, return là cái nhân viên này. Nghĩa là các bạn tách cái này sang một hàm riêng. Rồi, bây giờ cô sẽ gọi trong cái hàm này nè. Cô tạo là nhân viên. NV sẽ gán bằng gọi tới cái hàm là nhập một nhân viên. Là xong. Cho nó gọn. Và quan trọng là cái này tái sử dụng được nhá. Ok. Đúng rồi, sử dụng được trong cái hàm cập nhật, chính xác. Xong chưa? Là cô viết lại hàm. Rồi bây giờ nhé, cô sang cái hàm tiếp theo nè. Hàm tìm theo mã và hiển thị thông tin, đúng không? Tìm và hiển thị nhân viên. Vậy các bạn để ý nhé, mình có tìm và hiển thị theo mã, xóa nhân viên để theo mã cũng phải tìm mới xóa được, và cập nhật cũng phải tìm mới xóa được. Vậy thì cô sẽ viết cái hàm cái tìm, đúng không? Đó. Vậy thì cô sẽ viết một cái hàm tìm theo mã. À, nhập on này cô bỏ nhé. Đây, cô viết một cái hàm. À, cái này cô bỏ nhé. Rồi. Ok. Rồi, với cái này bữa trước. Rồi. Bây giờ cô sẽ viết một cái hàm là public static. À, trả về là kiểu in. Tìm theo mã. Chưa? Yeah.
Tại sao lại trả về in? Tại vì cô sẽ trả về cái vị trí mà các bạn tìm được theo theo mã. Thì đối số thì phải là đưa vào là cái mã. Mã của các bạn là để string đúng không? Mã nhân viên. Ok. Rồi, đầu tiên là cô để cái integer index cô gán bằng trừ 1. Ok. Rồi bây giờ cô sẽ tìm, cô duyệt toàn bộ danh sách, dùng vòng lặp for để duyệt toàn bộ danh sách. Y nhỏ hơn cái danh sách các bạn chấm size. Chấm size. Đúng không? Nếu cái danh sách chấm get lấy từng phân tử theo y. Rồi các bạn lấy theo mã get mã mà bằng cái mã nhân viên, tức là chấm equal đúng không? Chấm equal ignore case bằng cái mã nhân viên thì các bạn return gì đấy ạ? Return cái y, đúng rồi. Còn nếu không tìm thấy thì các bạn return gì ạ? Return trừ 1. Vậy thì cô khỏi đưa vào index này vào. Đúng chưa? Đúng không? Đấy nha, cô duyệt toàn bộ cái danh sách. Đây là cô lấy từng phần tử của nó. Danh sách chấm get y là lấy từng phần tử của danh sách. Xong cô lấy theo cái mã của phần tử đó, cô so sánh với mã nhân viên nhập vào. Cái equal ignore case là so sánh mà không phân biệt chữ hoa chữ thường. Nếu nó bằng thì cô trả về đúng cái vị trí đó, là cô báo là có tìm thấy, đúng không? Còn nếu các bạn duyệt cả cái vòng lặp for mà không tìm thấy thì các bạn return trừ 1 là không tìm thấy nhá, đừng return 0. 0 vẫn là cái phần tử đầu tiên nhá. Hiểu không? Chỗ này phải là return trừ 1 ha. Rồi, vậy là cô viết xong hàng tìm. Bây giờ cô tìm xong cô show ra màn hình, đúng không? Cô xuất ra màn hình, ok chưa? Vậy thì cô sẽ cô gọi đến cái public static void xuất, đúng không? Tìm và xuất, đúng không? Tìm và xuất ra màn hình. Rồi, thì có phải là cô tìm theo mã đúng không? Cô lấy cái biến integer y gán bằng tìm theo mã, đưa cái mã nhân viên vào, đúng chưa? Vậy thì mã nhân viên này các bạn muốn nhập từ bàn phím thì các bạn sẽ làm gì đấy ạ? Dùng scanner để nhập từ bàn phím, đúng không? Bằng next new scanner system. Đó, rồi string mã nhân viên sẽ gán bằng sc.neckline. Được chưa? Rồi, và các bạn tìm, được chưa? Nếu tìm thấy thì show nó ra màn hình. Nếu if y lớn hoặc bằng 0 thì có phải là tìm thấy đúng không? Else nhỏ hơn 0 bằng trừ 1 á thì không tìm thấy. System out print không tìm thấy nhân viên có mã 2 chấm cộng mã nhân viên, đúng không? Nó không tìm thấy nhân viên này, được chưa? Còn nếu tìm thấy sâu ra ngoài thì các bạn phải gọi tới cái hàm xuất này không? Đúng không? NV chấm xuất thông tin, đúng không? Nếu không thì các bạn gọi tới lấy cái anh mà anh index này này, danh sách chấm get lấy cái y, đúng không? Chấm xuất thông tin. Ok. Còn nếu các bạn mà muốn gì ạ? Muốn hiển thị cái chuỗi này thì copy anh này đưa vào đây. Ok chưa? Ok chưa? Rồi test thử nhá. Cô test thử nè. Gọi cái hàm tìm và xuất ở đây. Ở cái số 3. Đây. Ok chưa? Rồi chạy nha. Rồi. Chọn chức năng 1 nè, nhập mã nha, PS0001. Đúng không? Hoàng Anh. Đúng không ạ? Lương 8.000 đi ha. Đó,
nhân viên đúng không? No. Rồi nhập mã là PS002. Đó, Hoàng Tuấn. Đúng không? Lương là 4.000. Đúng không? Tiếp thị dường như là 2 triệu. Đúng không? Khuê hồng là 0.1%. À, rồi yes, thoát luôn đi ha. Rồi, 2 là xuất ra màn hình nè. Chuẩn chưa? Rồi 3 nè. Nhập mã nhân viên nè. Cô quên nhắc. Nhập mã nhân viên thì cô nhập là ABC. Thì nó bảo là không tìm thấy nhân viên có mã là ABC. Đúng không? 3 nè. Rồi cô nhập là PS001 đi. Thì nó xuất ra là Hoàng Anh 8.000, được chưa? Chuẩn chưa? Rồi. Thoát nha. Ok. Ở đây các bạn thêm cho cô một cái dòng nhắc, cái lời nhắc ở đây, tìm và xuất nè. Trước khi nhập mã này các bạn thêm cho cô là gì đấy ạ? Nhập mã đúng không? Nhập mã đúng không? Nhân viên. Được chưa? Rồi. Bây giờ chức năng tiếp theo là tìm để xóa. Bây giờ mình cũng không để chữ tìm và xóa đâu, mà mình có để là xóa đúng không? Public static void xóa. Đây. Các bạn để ý nhá. Cái hàm xóa này là đầu tiên mình cũng phải tìm. Nhập và tìm đúng không? Ok. Sau đó tìm thấy thì tôi xóa, còn không thấy thì báo lỗi. Vậy các bạn để ý chỗ này là có copy. Nhìn nha. Nhập mã nhân viên để xóa đúng không? Đó, nó y chóc như vậy, không khác gì cả. Nếu tìm thấy thì xóa, báo lỗi là xóa, báo là xóa thành công. Chấm gì đấy ạ? Remove. Được chưa? Ok không? Và báo một cái thông báo là xóa thành công. Vậy thôi đó. Còn nếu không tìm thấy thì vẫn báo vậy. Được không? Trả lại nha. Nó khỏi chạy đi. Tí nữa ấy luôn. Rồi. Con tìm và sửa thì sao? Cô vào một cái public static void cập nhật đúng không? Hoặc là update sửa. Sửa đi ha. Thêm sửa xóa đúng không? Nhập sửa xóa. Bây giờ sửa nè. Sửa thì đầu tiên cũng phải tìm đã này các bạn nè. Nếu tìm thấy nè. Nếu tìm thấy nè. Đúng chưa? Còn không tìm thấy nè. Đúng chưa? Ok. Nó có hai tình huống thấy hay không thấy. Bây giờ nếu tìm thấy nè. Bây giờ nhập nhá. System out green nè. Nhập thông tin mới. Đúng không? Được chưa? Tức là mình phải nhập mới một cái khác để mình thay thế cái cũ. Đồng ý không? Giả sử tôi tìm thấy tại vị trí số 2. Bây giờ muốn thay cái vị trí số 2 để bằng một cái nhân viên mới. Hiểu ý không? Tức là sửa đó, đang có cái cũ thì mình sửa lại. Thì cho nó sửa lại. Đúng không ạ? Thì cô sẽ thay gì? À, cô cho nhập mới. Thì ta có là nhân viên sẽ NV sẽ gán bằng nhập một nhân viên. Gọi cái hàm khi nãy vừa tạo á. Cái hàm nhập một nhân viên này là cho nhập lại này. Thấy chưa? Nhập xong rồi thì thay thế là danh sách chấm set. Thay thế là cái hàm thay là hàm set với giá trị là index và nhân giá trị mới là nhân viên NV. Và xuất ra một thông báo là cập nhật thành công. Ok chưa? Là xong. Thế không? Rồi. Cập nhật xong thì xuất ra màn hình. Gọi tới cái hàm xuất. Gọi tới hàm xuất để nó xuất ra màn hình. Được chưa? Rồi. Xóa gọi xong cũng xuất ra màn hình.
xuất những cái gạch còn lại, hiểu không? Rồi chạy nha. Xuất gọi là cái hàm xuất, tại vì hàm xuất là có rồi, hàm xuất là xuất toàn bộ danh sách rồi, còn lại rồi. Bây giờ chạy nha, nhập nè. PS001 à, ông gì Hưng 8.000 rồi, nhân viên rồi, no. PS002 Kiệt rồi, 4.000 rồi, tiếp thị rồi, tiếp thị ông này làm doanh số ít quá, không có thưởng. Huy Hồng 0,1%. Rồi cái gì ta, no. Rồi PS002 003 rồi, ông Hiếu, ông liếc gì tôi hôm nay sợ. Ông này Hiếu trưởng phòng à, tường nó cũng trưởng phòng phết. 8.000 9.000 trưởng phòng phải cao hơn nhân viên chứ. Rồi TP trách nhiệm là 2.000 rồi, yes, thoát ra màn hình rồi, xuất ra màn hình nha. Hai nè, chuẩn chưa? Trời ông Hiếu lương cao dữ vậy. Rồi ông này gì mà có 200 doanh số, 200 bán hàng gì nó đi chơi. Rồi bây giờ nhìn nè, sửa xóa nha, xóa Kiệt đi nha. À tìm Kiệt nè, ba tìm và xuất nè. À nhập là PS002 Kiệt rồi, có được chưa? Giờ không thích Kiệt nữa, xóa nó luôn đi. 4 à, 5 chứ, nhập để xóa đúng không, là 5 P. Ủa, ê sorry, chưa gọi hàm, mình phải demo lại thôi. Chưa gọi hàm, mình từ nãy giờ chưa gọi hàm đấy. Cái này là xóa đúng không, 4 là xóa, công nhập cho nó cố vô đúng không, 5 là sửa đúng không, đúng không, sửa rồi, xóa sửa, ok chạy lại rồi. 1 PS001 đó, Hưng rồi, 800 thôi, 8.000 thôi, nhân viên rồi, no. Rồi PS002 rồi, Kiệt lương 4.000 rồi, tiếp thì 2.000 rồi, Huy Hồng 0.1 rồi, nhân rồi cái Hiếu rồi, mã Hiếu luôn hả, rồi cô nhập nhầm nha, kệ đi, lương là 10 rồi, TP bên này là 3.000 rồi, no, yes, thoát rồi, xuất nè, là chuẩn nha, chuẩn nè. 3 là tìm nè, à, để ABC là không có ra rồi đó, được chưa? Rồi để lại nè, tìm nè, PS nè, 002 nè, là ra đúng không? Có tìm thấy nhân viên nè. Rồi tiếp cái gì ta, 4 nè, 4 là xóa đúng không? Xóa là PS002 nè, nó bảo là xóa thành công nè, và danh sách bây giờ chỉ có 01 với Hiếu thôi nè. Rồi bây giờ cô muốn cập nhật lại Hiếu nè, Hiếu bị mã bị sai, cập nhật lại Hiếu nè, vậy 5 là cập nhật nè, vậy cô để là mã là Hiếu nè, nhập lại thấy không, PS003 nè, đó Hiếu nè, nhập lại lương là 10 nè, đó TP nè, rồi gì ta, 3.000 nè, đúng không, thấy ra cập nhật thành công chưa, chuẩn chưa, đi cập nhật thành công chưa, chuẩn chưa, ok chưa? Rồi thêm người nữa nè, 1 nè, ok, nhập mã PS004 nè, ví dụ như là anh Thư đúng không, đấy, lương là 9.000 đó, nhân viên rồi, yes, thoát, nhập thêm người nè, xuất nè, 3 nè, 2 nè, à 2 nè, xuất ra nè, đủ chưa, chuẩn chưa? Rồi vậy là mình đã làm xong các chức năng nè, nhập nè, xuất nè, tìm và xuất nè, xóa nè, sửa nè. Rồi bây giờ cái sắp xếp họ tên có cần không?
Bây giờ làm hàm nào nữa? Tìm theo lương thì dễ mà. Tìm theo lương thì dễ mà. Tìm theo lương thì trả lại danh sách nha. Public static void. Tìm theo lương và xuất ra màn hình đúng không? Rồi bây giờ nào, cũng for thôi. Cái này là cũng danh sách đúng không? Chấm sai. Rồi cũng vậy thôi, có gì đâu. Copy luôn anh này nè. If nè. Cái này thì thay vì get mã nhân viên thì get gì ạ? Get à lương. Và từ khoảng nào tới khoảng nào? Tìm theo lương hả? Hả? Kệ nó. Tí nữa thêm. Tìm theo lương thì muốn tìm sao? Từ khoảng lương này tới khoảng lương kia hả? Rồi. Đúng rồi. Ôi giời. Lại scanner đúng không? Copy đi cho nó nhanh. Rồi nhập lương bắt đầu. Lương thấp nhất. Lương thấp. Lương bắt đầu. Lương min. Đúng không? Double. Double lương min. Sẽ gán bằng sc.next double. Ồn quá mấy đứa ơi. Copy. Cái này là lương max. Đúng không? Rồi. Nhìn nào. Nếu lương cái này lớn hơn hoặc bằng lương min và cái này, đúng rồi, bé bằng lương max thì đúng rồi, ds.get_y.xuất thông tin là xong đúng không? Nếu mà không tìm thấy thì thôi kệ nó, muốn báo lỗi thì sao? Hoàng, trời ơi, Hưng Hoàng. Nếu mà không tìm thấy thì làm sao? Hưng Hoàng. Bây giờ tôi không tìm thấy thì ý nó cái gì? Ông gây chuyện, ông con chạy xong tút thì kia ông gây chuyện luôn. Cãi, cô nói là đúng không được cãi. Nữa, mình phải kiên định chứ. Rồi tiếp cái gì nè, bây giờ cô muốn khi mà giả sử cái này không tìm thấy thì sao? À có một cái mẹo nhỏ nhỏ Hoàng Tuấn, nếu mà tìm thấy in ra ngoài bây giờ làm sao biết tôi không tìm thấy? Để tôi thông báo là không có bạn nào thỏa mãn khoảng lương đó. Tư duy logic đó. Thằng nào? Xuất đây rồi nè. Bây giờ làm sao? Mèo làm sao? Xuất nè.
biển nhân viên nữa. Không, nhân viên là có bao nhiêu suất bấy nhiêu nè, suất nhiều nhân viên không phải một nha, cái này nhiều. Nó có nhiều nhân viên. Có cách nào không? Tạo cái biến integer đánh dấu bằng không. Nếu tìm thấy thì đánh dấu bằng bằng gì ạ? À? Bằng 1. Đúng không? Mèo thôi. Thì bây giờ qua ra khỏi vòng lập for, nếu đánh dấu bằng không thì sao? Không có kết quả đúng không? Không tìm thấy. Tại vì nếu mà xuất 1 ý, thì các bạn break ra là biết liền, có nhiều cách để xử lý. Nhưng tại vì cái này xuất nhiều cho nên là không thể break được. Tức là mình có nhiều xuất 1 ấy, thì cứ tìm thấy cái là mình break luôn, hoặc return luôn đúng không? Còn bây giờ mình nhiều thì cô sẽ làm cái đánh dấu này, tôi gán rồi thôi. Miễn là cái này gì đấy ạ? À, vẫn bằng không, có nghĩa là nó không thay đổi gì cả. Đúng không? Nghĩa là nó có rơi vào đây không ạ? Không rơi vào đây. Thì cái giá trị đánh dấu này vẫn là không. Cái này là cái mẹo thôi nhá. Rồi. Đó là tìm theo khoảng lương. Rồi ok. Rồi, hàm tiếp theo nè. Sắp xếp cho họ tên. Sắp xếp thì void thôi nhá. Yeah. Public static void. Sắp xếp họ tên. Anh này thì mình dùng môn lập tiếp. À đâu, mình dùng cái gì ạ? À, comparator. À, com chấm short comparator. Đây, comparator chấm. Ủa, không, cũng dùng cái này, comparable chấm. Không phải, cô muốn sọt luôn cơ. Comparator. Không. À, collection. Nhầm. Collection chấm sort. Collection có chữ S ha, có chữ S nè, chấm sort. Thấy chưa? Cô dùng cái dưới này nè. Nhầm. Được chưa? Chấm sort thì cô truyền cái danh sách để sắp xếp. Và còn cái mình sắp xếp theo cái gì là mình truyền vào đây. Cô làm trực tiếp luôn. Nhìn nhá. Cái này thì comparator nè. Vậy ở đây cô sẽ truyền là danh sách, đúng chưa? Ở đây các bạn để là comparator new comparator nhân viên. Ở đây các bạn override cái hàm là gì ạ? Compare. Nếu cái hàm là compare. Được chưa? Ok. Rồi bây giờ nè. Nhìn nhá. Các bạn nhìn để ý nè, để ý chỗ này nè. Nghĩa là khi sắp xếp một cái chuỗi bình thường, một cái giá trị số nguyên bình thường thì nó dễ, đúng không? Array chấm sort cái nó ra. Nhưng ở đây các bạn lại sắp xếp một object. Vậy mình phải, trong object đấy nó có rất là nhiều thuộc tính.
Có nghĩa là nó lại có vừa có cái gì đấy, à, mã vừa có tên vừa có lương, vậy tôi sắp xếp theo cái gì bây giờ? Máy nó không hiểu. Có nhiều bạn muốn sắp xếp theo mã tăng dần theo alphabet, có nhiều bạn muốn sắp xếp theo tên, có nhiều bạn theo lương tăng dần hoặc lương giảm dần. Vậy thì để muốn máy hiểu mình sắp xếp theo gì, mình sắp xếp họ tên đúng không, thì mình phải viết lại cái hàm này các bạn ạ. À, mình phải viết lại hàm so sánh. Vậy thì mình sẽ so sánh, nếu sắp xếp tên thì mình so sánh cái gì ạ? So sánh cái tên đúng không? Ghép tên, lấy cái tên nó ra. Vậy thì chỗ này là mình truyền vào hai object. Hai object 1 và object 2. Nó so sánh hai object này. Và nếu nó trả về là lớn hơn không, nó trả về giá trị là lớn hơn không, không hoặc nhỏ hơn không. Bởi vậy cái giá trị trả về nó sẽ là return. Vậy ở đây thì cô sẽ return cái gì? Return cái object 1 chấm a get tên chấm a compare to object 2 chấm get tên. Được chưa? Đó, đó là tăng dần, còn nếu giảm dần thì đổi chỗ thôi. Object 2 viết trước. Ok chưa? Tăng hoặc giảm nó chỉ đổi chỗ hai cái này thôi nè, trước sau là tùy cái này nè, là xong rồi đó, là đã sắp xếp xong rồi đó. Rồi chạy nhá, chạy nhá. Rồi vừa không chạy nữa, về nhà tự chạy để cái collection chấm son đây là được, được chưa? Rồi còn cái hàm nào?